Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ test thử hiệu năng của HP Workstation Z600 với cấu hình như sau. Hai con Xeon 5520 là tốc độ 2.27 GHz trên RAM 12GB. Con 5520 này chúng ta sẽ vào specification. Đây các bạn có thể thấy 4x8 luồng, 8 MHz, nó có thể max tuple frequency lên 2 tối đa. Và card đồ họa mình sử dụng ở đây là Nvidia Quadro 2000, chúng ta có 2.762 MB video RAM. Thì các bạn cũng có thể đã biết cái dòng Quadro này được sản xuất chỉ để chuyên về đồ họa, render 3D, dựng phim, không chuyên về game. Bây giờ mình sẽ test thử cái khả năng render còn phần mềm Sony Vegas. Render mình thiết lập như sau: Full HD 1080, 29 RAM, CUDA. Giờ mình test đây, thấy cả màn hình này nó hỗ trợ CUDA để sử dụng tối đa hiệu suất. Mình sẽ bắt đầu render. Bạn thấy kết quả rất ấn tượng, số frame cực kỳ nhanh. Trước đây mình sử dụng những cái máy khác không có chuyên về đồ họa, thì mình dùng qua cái bộ cấu hình này mình thật sự rất ấn tượng, cực kỳ nhanh. Xem chiếm CPU RAM thế nào, CPU sử dụng hết, RAM thì không chiếm bao nhiêu cả, hiện tại chỉ dùng trên 4GB RAM thôi. Tốc độ render thế này là cực kỳ tuyệt vời. Mình cũng có làm clip test khả năng chơi game trên những game rất là nặng như GTA 5, Far Cry, Primal, bạn có thể tham khảo thêm. Ok, cảm ơn các bạn. Nếu thấy clip có ích, các bạn đừng quên like để ủng hộ tinh thần, share bè và có thể subscribe channel của mình để theo dõi clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.